Hành vi có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền, vi phạm cả về pháp luật và đạo đức hành nghề vừa được thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn, địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cử, phường 2, quận 5. Phòng khám này đã ép người bệnh ký gói phá thai 29 triệu đồng và phải chuyển khoản ngay trên giường bệnh. Ngày 21 tháng 9, ông Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám này. Lý do không đảm bảo điều kiện nhân sự, điều kiện an toàn người bệnh sau khi được can thiệp thủ thuật và tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 19 tháng 9, thanh tra Sở Y tế nhận được điện thoại kêu cứu bị phòng khám Y học Sài Gòn giữ lại để vẽ bệnh, moi tiền. Nạn nhân là chị H.O., 38 tuổi. Thanh tra Sở Y tế lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng quận 5 kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn, gọi tắt là phòng khám Y học Sài Gòn. Tại phòng khám có chị H.O., người kêu cứu, cùng hai phụ nữ khác đến khám vì muốn chấm dứt thai kỳ và đều vừa được phòng khám thực hiện thủ thuật này. Thanh tra Sở Y tế ghi nhận thời điểm này không có bác sĩ phụ sản nào có mặt tại phòng khám cũng không cung cấp được hồ sơ khám chữa bệnh và hóa đơn thu phí người bệnh. Trình bày với thanh tra Sở Y tế, chị H.O. nói sau khi khám phụ khoa, phòng khám này cho biết đã phát hiện ra thai nhi và tư vấn chi phí gói phá thai 2 triệu đồng và làm không đau. Chị H.O. kể, tuy nhiên quá trình làm thủ thuật phá thai, phòng khám này yêu cầu ký gói 29 triệu đồng mới làm tiếp, nếu không sẽ làm chảy máu nhiều và rất đau. Họ gây áp lực yêu cầu chuyển khoản ngay trên giường bệnh. Tuy vậy, lúc này chị H.O. chỉ chuyển khoản được 9 triệu đồng nên bị giữ lại tại phòng khám và bắt phải trả đủ tiền. Ngay sau khi tiếp xúc và ghi nhận những lời kêu cứu của người bệnh, thanh tra Sở Y tế đã chuyển ngay các bệnh nhân đến bệnh viện Từ Dũ kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe. Theo ông Thượng, hiện thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Y học Sài Gòn là ông Xín Sủi Sáng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa trực thuộc công ty này là ông Lưu Thanh Hoàng và phụ trách chuyên khoa phụ sản là bà Đỗ Thị Lâm Oanh. Tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online cho thấy một điểm chung người phụ trách chuyên môn của các phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh. Moi tiền này đều có thời gian làm việc tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài, phòng khám Trung Quốc.